chào tất cả bạn ha, chào mừng tất cả bạn đã quay lại kênh mình ha. Thì hôm nay mới dọn nguyên một ngày các bạn ơi, dọn được xong con máy phát điện này ha, đi qua 2.4 kW các bạn. Hiện nay đầu tháng thì cũng không biết nói gì hơn, chúc anh em có một ngày đầu tháng thật là vui vẻ, sức khỏe và hạnh phúc bên gia đình và người thân ha, làm ăn thì hợp pháp nha. Rồi ok. Con máy siêu qua thì con này thì hôm qua mình về đó, thì nó về ngoại hình thì nó cũng tương đối, cái này ở bển nó sơn lại rồi các bạn ơi, thấy nó dấu sơn nè, màu hồng sao màu hồng mặt trước là màu xám xám trắng nha đó. Thì con này thì nó chạy rất là ít các bạn, có 2000 mấy giờ, 2000 mấy trăm giờ, 2871 giờ đó, anh em thấy không, 2871 cũng như là gần 3000 giờ đi, cho 3000 giờ đi anh em đó ha. Còn lại nó rất là ok ha, hai ngõ ra điện. Con này thì đây thông số để 2.2 kW, nhưng mà con này mình đấu lên 2.2, đấu 2.2 thì nghĩ nó tầm mình gồm test là khoảng chịu tải được 17 ampere nha, 17 đến 18 ampere hả ha. Thì con này thì bao anh em xài được một cái máy lạnh, ở một cái máy lạnh 1.5 vừa nha, 1.5 vừa là bao anh em xài luôn, 1.4 vô tư. Rồi anh em xài đèn điện trong nhà hoặc là tủ lạnh đều là vô tư luôn nha. Con này thì con này rất là phù hợp cho anh em nào xài gia đình với phần kinh tế thấp mà cần cái độ ồn nó êm ái ha, thì con này thì độ ồn nó cũng rất là thấp tại nó nằm là dòng cách âm ha của Sidewa đó. Thì hiện tại cái bình của nó là bình nó hết điện rồi, mình đang sạc ở trong, mình đang lấy cái bình nhà mình câu vô cho anh em ha, nó đang lấy cái bình nhà câu đó. Bây giờ mình sẽ test thử cho anh em xem con máy. Thì con này thì anh em để trong góc nhà nào rất là tiện lợi ha, ví dụ như lâu lâu cấp điện thì anh em ghim vô ổ điện rồi ghim vô thôi, rồi anh em bật rề ra đây, bật công tắc lên đây nè đó, bật tắt trái đèn ha, rất là nhẹ nhàng nha anh em. Đây cái chạy rất là nhẹ nhàng yêu đu nha anh em ha. Có máy nào em hai rồi ra test chơi nè. Điện nhà mình bán điện 110 chứ rồi nhà mình không có máy 220 luôn nè. Để anh không? Cần motor ra. Motor này 2.2 kW anh em ha, motor 2.2 kW, để test tải thử con này tải lên được nhiêu nha. Rồi đây anh bật công tắc nè, để cho chạy đi. Phần con này chạy dầu nữa anh em, ví dụ như anh em mà chạy dầu thì nó rất là tinh tế ha, tiết kiệm dầu rồi chạy nó cũng không có hao nè. Và cái dòng dầu thì đặc biệt cái dòng dầu anh em mà để lâu anh em bắt máy lên em đề cũng cái chạy thôi, chứ không có giống như xăng. Xăng thì ví dụ như nó có thể khô lâu ngày nó bị đóng bình xăng thì anh em phải vệ sinh xăng thì mới chạy được, còn dầu là anh em chỉ việc là để lâu anh em cũng bật máy lên, em có điện bình rồi là anh em chạy phát là chạy thôi ha. Đó. Thì
hiện nay con máy này mình đã vệ sinh sạch sẽ đẹp đẽ rồi, thì anh em nào có nhu cầu thì liên hệ mình ha. Con này thì giá nó cũng rất là tinh tế, rất là phù hợp cho gia đình mình xài ha. Rồi ok, cảm ơn anh em đã xem video nha, anh em xem nhớ like và đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất nha. Rồi cảm ơn, chào tạm biệt anh em.